Có máy lên cấp con này đeo ấy spy lần đầu một năm, con này đang là 28GB ổ SD 256 sẽ nâng cấp lên thành ổ 16 là RAM 16GB ổ cứng 500GB. Ba cái đằng sau này thì nó bung ra, nó đẩy lên thôi, đẩy lên thì mình lúc mà tháo ra nó dễ. Kê sẵn tắt những phát nào đẩy lên. Tốt nhất là dùng bằng tay, bây giờ là không dùng tay, dùng công cụ thôi để nó tránh bị hỏng. Khoáng SK Unix China, mình thay luôn khai thành Samsung luôn cho đồng bộ. Thank you.
bớt 3.200, thì cái này bớt 3.200 hết, cùng nhau cùng bớt. Lên rồi, lên đuôi đi trên này. Nhận đàn rồi. Đây, cái số suy tác của nó giống với thùng nhé, 7QC CT93, ra 16 ly, mất 3.200. Xong rồi nâng cấp chúng ta lên cái cục cứng.
ít lần ít theo ổ hay là ít lần máy một đồng bộ đen như vậy. Mình đã cấp xong rồi, mình cài được cái office rồi. À, cái win xong cái office giao cho khách. Hôm nay 7/4/05, hôm nay ngày chủ nhật 13/8/2023 giao cho khách ở Cầu Giấy.